Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Tuyệt. Rất vui mọi người gặp lại. Hôm nay mình sẽ đập hộp và review một cái món đồ hiệu rất đẹp, rất đắt và rất đặc biệt. Đây là chiếc hộp của nó này, được gửi từ Italia sang. Như các bạn biết thì Ý là cái ổ dịch Corona lớn nhất nhì châu Âu, nên là mua hàng từ Ý hơi bị lo. May là cái hộp này được gửi từ Italia. Bên trong này, bên trong là chiếc hộp quan trọng này, có logo Versace ở trên. Đây là một cái thương hiệu cũng khá cổ tân ở Việt Nam, mọi người hay gọi là Versace ấy. Nên là chắc mọi người cũng nhìn quen với cái logo, cái thương hiệu này rồi. Đây là mặt của Medusa, một con mỹ nữ, quái vật đầu rắn rất là nổi tiếng trong thần thoại Việt Nam. Medusa là con quỷ trẻ đẹp và độc ác nhất trong gia đình nhà quỷ. Mái tóc là những con rắn và có đôi mắt tử thần, khiến bất cứ chàng trai nào mà nhìn vào nó đều bị hóa đá. Và bên trong là gì? Chính là thủ cấp của em Medusa đó. Người có xốp rất sang xịn mịn màng luôn. Đút ngón tay vào cái lỗ này để lôi thủ cấp ra này. Nó nặng như là một củ gạch luôn. Nhìn thế này ấy, mà nếu mà không đọc tiêu đề ấy, chắc mọi người không đoán ra là nó có chức năng là gì, đúng không? Trông như là một cái cục để trưng trong tủ kính, hay là để trang trí trên cái bàn làm việc cho nó sang chảnh vậy. Tất nhiên là bạn có thể để nó trên bàn làm việc hay để trong tủ kính, không sao cả. Nhưng cái công dụng chính của nó là để trang trí cho office của bạn, là một cái túi sách để trang trí cho bộ đồ của bạn. Để mình quay lại gần cho các bạn xem nhé. Nó được phủ màu vàng kim loại với hiệu ứng chuyển sắc dần thành màu bạc ở dưới. Khuôn mặt ở phía trước được tạo hình bằng các khối lồi lõm rất là mềm mại, tạo thành mắt, mũi, miệng và từng cái lọn tóc rắn. Phía sau thì làm phẳng để cho nó đỡ lồi lõm. Đây một chữ Versace Made in Ý này. Đây là một trong những chữ đắt giá nhất, khẳng định sự sang chảnh cho các sản phẩm luxury. Ở dưới đáy các bạn thấy có một bản nề bằng kim loại. Theo nguyên tắc giáo dục công dân ấy, thì nếu mà có một cái bản nề ở dưới như thế này thì chắc chắn là cái cục này nó mở ra được. Đây từ cái bản nề có cái khe này, banh thì ra xem vào, nó siêu chắc luôn đấy. Đấy, các bạn nhìn ra cái túi chưa? Đoạn xích này để giữ cho cái túi nó không bị banh ra quá to. Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, đủ cho các bạn đựng một cái lọ kem nẻ và một cái bọc su. Đặc biệt đấy, đặc biệt và sáng tạo là ở cái phần dây dày. Nó được gắn với hai cái bản nề xoay, chúng ta có thể lấy vào nhét ra rất là tiện lợi luôn. Thường thì chúng ta có mấy kiểu mang túi cơ bản như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho dây vào trong rồi cầm vào tay như thế này. Thế nhưng mà như vậy thì không được hay lắm, tại vì che mất mặt của em Medusa rồi. Cách thứ hai là lấy dây ra và đeo lên vai như thế này. Đó, nhìn thì đẹp. Thế nhưng mà nếu mà bỏ tay ra thì hơi dễ tuột. Đi thì cứ phải lấy tay giữ như này cho chắc, đấy, cũng hơi bất tiện tí. Cách thứ ba chắc chắn nhất đó là đeo chéo lên vai như thế này. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Cho chạy nhảy thoải mái, không bao giờ sợ bị tuột. Mỗi tội là nó nếu mà chạy nhảy thì dễ sọc sạch quần áo. Còn một cách nữa đó là các bạn đeo lên cổ như này, tuy hơi nặng cổ một tí thế nhưng mà nó rất là khá độc đáo. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đi chụp ảnh để cho bạn xem mà lên outfit thì trông cái túi này sẽ như thế nào nhé. Trông cái túi bé thôi mà để thêm cả một cái khẩu trang luôn đấy, đó rất là tiện lợi. Bây giờ ra ngoài thì các bạn nhớ là phải đeo khẩu trang nhé. Đây là nước Đức của các bạn đây. Outfit đầu tiên tối giản để tập trung toàn bộ điểm nhấn vào cái đôi giày và đôi túi. Vừa mình quên không nói là chúng ta có thể cuốn dây vào tay và xách túi như thế này nữa, như đeo vòng luôn. Nhưng cách mình thấy đẹp nhất ấy, vẫn là đeo lên cổ như một chiếc dây chuyền, có mặt dây siêu to khổng lồ. Kết hợp cùng với áo khoác cũng là của Versace luôn. Hôm trước mình có đăng ảnh lên Facebook rồi đó. Cái đợt Corona này nước Đức cũng đóng cửa hết cửa hàng, trường học các thứ rồi. Thế nên là ra đường không còn bóng người luôn. Nên là mình cũng không cần phải đeo khẩu trang để chụp ảnh. Tôi quay lại cái chủ đề túi thì công nhận là cái túi này rất là đẹp. Ra ngoài ánh sáng chiếu vào cái chất liệu này nó sáng bóng luôn, long lanh lung linh nấp nánh luôn, ai cũng nhìn đấy. Mặc dù cái túi này hơi bé một tí, đầu tiên mình nghĩ là nó sẽ to như cái chiếc túi Mickey 100 triệu của Gucci mà mình có review trong vlog 123 đấy, nhưng mua về thấy nó bằng một nửa, mà cũng hợp lý vì giá nó có khoảng 50 triệu thôi, giá sau thuế bằng một nửa giá của cái túi Mickey luôn. Túi Mickey ấy, nhìn cute, còn cái này thì nhìn nó nam nữ tính hơn. Ngoài màu vàng kim loại thì cái túi này
còn có một phiên bản màu đen và một phiên bản màu không đen. Đấy, ai mà yêu thích cái thương hiệu Versace này thì có thể mua cả ba màu về để trưng tủ kính cũng rất là đẹp. À đây, khoe với mọi người luôn, mình mới mua một chiếc LV túi nữa. Video sau sẽ review chi tiết cho mọi người luôn. Trên fanpage Việt Fashion đang tổ chức cái đợt tặng quà giveaway hưởng ứng phong trào chống dịch của Tổ quốc. Phần thưởng lần này có hai đôi giày siêu đẹp của Gucci và Yeezy. Cách nhận thưởng có thay đổi một chút. Các bạn vào tham gia nhóm nghiện khẩu trang và đăng một ảnh bất kỳ liên quan đến khẩu trang. Phần thưởng chính trị giá 40 triệu được quay thưởng ngẫu nhiên. Ngoài ra ai đăng ảnh về chủ đề khẩu trang với nội dung hay này, được nhiều like thì có cơ hội nhận thêm phần thưởng đặc biệt nữa. Link tham gia mình để ở phần miêu tả dưới video và ở cái dòng bình luận đầu tiên. Chúng ta thể hiện tình yêu với khẩu trang và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nhé. Ok, và đó là video chiếc túi của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông Miu Xài bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những nội dung thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.